Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18 tháng 1 cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đang trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ có thể đi thăm Việt Nam lần đầu tiên trong năm 2018. Trong cuộc họp báo chiều ngày 18 tháng 1, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết điều này khi nói về chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ của Việt Nam. Trước đó, Infonet trích lời bà Amy Searight, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, CSIS, ngày 17 tháng 1 xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ tới thăm Việt Nam vào tuần tới. Bà Searight cho biết một trong những nội dung chính mà Bộ Quốc phòng hai nước đang phối hợp là chuẩn bị cho chuyến thăm của một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam dự kiến vào tuần lễ đầu tháng 3. Bà Searight từng là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á nhiệm kỳ 2014-2016. Cho đến lúc này, Washington và Hà Nội chưa chính thức công bố chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ. Hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về chuyến đi thăm Việt Nam của một tàu sân bay Mỹ khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc. Truyền thông Việt Nam tường thuật rằng đây sẽ là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam sau nhiều thập kỷ, một dấu hiệu cho thấy quan hệ hai nước đã được cải thiện tốt đẹp.